Bây giờ em ước mơ trở thành ca sĩ Hàn Quốc để cho đẹp trai tóc tai đẹp vuốt vuốt keo các thứ. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Trai thì mới có nhiều đứa yêu. Tao sợ mày quá. Thế bây giờ chúng mày muốn thế nào để tao còn đi chăn trâu? Mày gọi tao con danh à hả? Tao nói mày con danh nhá, tao nói mày con nhỏ nhá. Con nhỏ con danh khác gì nhau? Tao lớn tuổi hơn mày ấy. Tao xin lỗi mày, mày xin lỗi tao ngay còn kịp nhá. What you gonna do with that dessert? Do what? Do I leave that? Do what?